Cô chào các em, chào mừng các em đã đến với kênh Lớp Cô Giang. Video hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học môn toán lớp 2 trong quyển sách toán tập 1, bộ sách Chân Trời Sáng Tạo. Bài học hôm nay chúng ta sẽ học bài 3 điểm thẳng hàng. Các em hãy lật sách giáo khoa ra trang số 54. Các em ạ, theo các em, 3 điểm như thế nào thì được gọi là thẳng hàng? Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau quan sát các bạn nhé. Các em hãy cho cô biết các bạn này đứng như thế nào? À, câu trả lời là các bạn đứng rất ngay hàng. Đứng ngay hàng có nghĩa là đứng thẳng hàng đấy các em à. Vậy thì 3 điểm thẳng hàng sẽ như thế nào? Các em hãy quan sát nhé. Các em hãy quan sát cho cô hình ảnh của 3 điểm A, B và C. Và các em hãy đưa ra nhận xét cho cô nào. Có phải là 3 điểm A, B và C cùng nằm trên một đường thẳng phải không các em? Và khi 3 điểm cùng nằm trên một đường thẳng, chúng ta sẽ nói là 3 điểm đó thẳng hàng. Các em hãy nhìn lên màn hình và nói cùng cô nhé. 3 điểm A, B, C là 3 điểm thẳng hàng. Và khi viết 3 điểm A, B, C là 3 điểm thẳng hàng, các em chú ý dùng dấu phẩy để ngăn cách các chữ cái chỉ tên điểm. Và khi viết tên điểm thì các em sẽ viết bằng chữ in hoa. Các em lặp lại cho câu nào. A, B, C là 3 điểm thẳng hàng. Và các em hãy nhớ rằng 3 điểm A, B, C cùng nằm trên một đường thẳng. Như vậy, qua đây các em đã biết được 3 điểm như thế nào được gọi là thẳng hàng chưa? À, 3 điểm thẳng hàng là 3 điểm cùng nằm trên một đường thẳng. Bây giờ chúng ta sẽ vận dụng kiến thức vừa học được làm một số bài tập thực hành sau. Bài tập thực hành số 1, đọc 3 điểm thẳng hàng theo mẫu. Đây là bài làm mẫu, các em hãy quan sát bài làm mẫu cho cô nhé. Quan sát bài mẫu, chúng ta sẽ thấy 3 điểm M, N, P cùng nằm trên một đường thẳng. Do đó, chúng ta kết luận rằng M, N, P là 3 điểm thẳng hàng. Sau khi quan sát mẫu xong, các em có thể dựa theo bài làm mẫu để làm bài được không? Rồi, bây giờ cô yêu cầu các em bấm dừng video lại và bắt đầu làm bài cho cô nào. Khi nào các em làm bài xong thì các em hãy bấm tiếp tục để đối chiếu lại với bài làm của cô. Các em đã làm bài được chưa? Rồi, bây giờ các em hãy xem cô sửa bài nhé. Với hình ảnh này thì các em sẽ kết luận như thế nào? À, quan sát chúng ta sẽ thấy 3 điểm C, D, E cùng nằm trên một đường thẳng. Do đó, chúng ta sẽ kết luận rằng C, D, E là 3 điểm thẳng hàng. Tiếp theo, với hình ảnh này, chúng ta sẽ thấy 3 điểm O, K, T là 3 điểm cùng nằm trên một đường thẳng. Do đó, chúng ta kết luận rằng O, K, T là 3 điểm thẳng hàng. 3 điểm Y, K, H là 3 điểm cùng nằm trên một đường thẳng. Do đó, chúng ta kết luận rằng Y, K, H là 3 điểm thẳng hàng. Bài tập thực hành tiếp theo là bài tập số 2. Kiểm tra 3 điểm thẳng hàng và nói theo mẫu. Các em hãy quan sát cho cô bài làm mẫu. Chúng ta có hình ảnh của 3 điểm E, H, K. Bây giờ chúng ta phải làm như thế nào để kiểm tra 3 điểm này có thẳng hàng hay không? À, chúng ta sẽ dùng thước thẳng để kiểm tra.
Khi đặt thước vào ba điểm E, H, K thì các em thấy được điều gì? À, chúng ta thấy rằng mép thước sát vào các điểm. Như vậy, chúng ta dựa vào hình ảnh đặt thước và kết luận rằng ba điểm E, H, K thẳng hàng. Và tiếp theo, các em hãy quan sát cho cô mẫu thứ hai. Đây là hình ảnh của ba điểm P, S, D. Bây giờ, chúng ta sẽ dùng thước thẳng để kiểm tra xem ba điểm này có thẳng hàng hay không nhé. Như vậy, dựa vào hình ảnh đặt thước như thế này thì các em sẽ kết luận được điều gì? À, dựa vào hình ảnh đặt thước, chúng ta sẽ kết luận rằng ba điểm P, S, D không thẳng hàng. Như vậy, các em đã biết cách dùng thước để kiểm tra ba điểm thẳng hàng và không thẳng hàng rồi phải không nào? Vậy chúng ta cùng nhau thực hành tiếp nhé. Cô mời các em hãy dùng thước thẳng và kiểm tra xem ba điểm B, C, D có thẳng hàng hay không. Các em đã có được câu kết luận chưa? Bây giờ các em hãy quan sát nhé. Như vậy, dựa vào hình ảnh này, chúng ta sẽ kết luận được điều gì? À, dựa vào hình ảnh này, cô kết luận rằng ba điểm B, C, D thẳng hàng. Tiếp theo, cô mời các em kiểm tra ba điểm Y, K, S xem chúng có thẳng hàng hay không nhé. Các em đã có được kết luận chưa? Rồi, bây giờ các em hãy quan sát nhé. Như vậy, với hình ảnh này thì chúng ta sẽ kết luận được điều gì? À, dựa vào hình ảnh này, chúng ta sẽ kết luận rằng ba điểm Y, K, S không thẳng hàng. Tiếp theo, các em hãy dùng thước kiểm tra cho cô ba điểm L, M, N có thẳng hàng hay không. Các em đã có được câu kết luận chưa? Bây giờ, các em hãy quan sát cô kiểm tra nhé. Như vậy, với hình ảnh như thế này, thì chúng ta sẽ kết luận được điều gì? À, dựa vào hình ảnh này, cô kết luận rằng ba điểm L, M, N thẳng hàng. Như vậy, qua bài tập thực hành số 2 này, các em đã biết được cách dùng thước thẳng để kiểm tra ba điểm thẳng hàng và không thẳng hàng rồi phải không nào? Phần tiếp theo của bài học là phần luyện tập. Trong phần luyện tập, chúng ta sẽ làm một số bài tập sau. Bài tập số 1. Đúng, chúng ta sẽ điền đờ, hay sai, chúng ta sẽ điền sờ vào các ô trống có dấu hỏi chấm. Các em hãy quan sát hình ảnh có trong bài tập số 1 và cho cô biết ba điểm A, E, D thẳng hàng đúng hay sai? Ba điểm A, B, C thẳng hàng đúng hay sai? Ba điểm A, Y, C thẳng hàng đúng hay sai? Ba điểm D, Y, B thẳng hàng đúng hay sai? Và để làm bài cho đúng thì các em hãy quan sát hình ảnh cho thật kỹ nhé. Các em hãy xác định cho cô ba điểm A, E, D. A, E, D. Quan sát chúng ta sẽ thấy ba điểm A, E, D thẳng hàng vì chúng cùng nằm trên một đoạn thẳng. Và ba điểm nằm trên một đoạn thẳng cũng được gọi là ba điểm thẳng hàng. Như vậy ở câu A, chúng ta sẽ điền đờ. Câu B, ba điểm A, B, C thẳng hàng. Chúng ta sẽ xác định ba điểm A, B, C. A, B, C. Như vậy, chúng ta kết luận được điều gì? À, chúng ta kết luận được rằng ba điểm A, B, C không thẳng hàng.
Như vậy câu B nói 3 điểm A, B, C thẳng hàng là sai. Do đó ở đây chúng ta sẽ điền sờ. Tiếp theo câu C nói rằng 3 điểm A, Y, C thẳng hàng. Rồi bây giờ chúng ta sẽ xác định 3 điểm A, Y, C xem chúng có thẳng hàng không nhé. A, Y, C. Như vậy dựa vào đây chúng ta kết luận được điều gì? À, chúng ta kết luận rằng 3 điểm A, Y, C thẳng hàng. Vậy câu C chúng ta sẽ điền đờ. Tiếp theo câu D nói rằng 3 điểm D, Y, B thẳng hàng. Bây giờ chúng ta sẽ xác định 3 điểm D, Y, B xem chúng có thẳng hàng không nhé. D, Y, B. Dựa vào đây chúng ta kết luận rằng 3 điểm D, Y, B thẳng hàng. Như vậy câu D chúng ta sẽ điền đờ. Bài tập tiếp theo là bài tập số 2. Ba cúc áo hay còn gọi là nút áo nào cùng nằm trên một đường thẳng? Trong bài tập này chúng ta sẽ xác định rằng ba cúc áo nào cùng nằm trên một đường kẻ thì nó sẽ nằm trên một đường thẳng. Và dựa vào đó chúng ta sẽ kết luận được ba cúc áo nào cùng nằm trên một đường thẳng. Để dễ quan sát thì chúng ta sẽ quan sát theo hàng, rồi theo cột và quan sát theo đường chéo. Như vậy ở hàng thứ nhất chúng ta kết luận được gì? À, quan sát hàng thứ nhất chúng ta sẽ thấy ba cúc áo xanh đậm, nâu nhạt và hồng là ba cúc áo nằm trên một đường thẳng. Quan sát hàng thứ hai thì chúng ta chỉ thấy có một cái cúc áo thôi. Quan sát tiếp hàng thứ ba, chúng ta sẽ thấy được ba cúc áo vàng, xanh lá và cam là ba cúc áo nằm trên một đường thẳng. Và ở hàng thứ tư thì chúng ta chỉ thấy có hai chiếc cúc áo thôi. Như vậy chúng ta đã quan sát theo hàng rồi, thì tiếp theo chúng ta sẽ quan sát theo cột nhé. Quan sát ở cột thứ nhất, chúng ta sẽ thấy được ngay ba cúc áo xanh đậm, vàng và nâu đậm là ba cúc áo cùng nằm trên một đường thẳng. Cột thứ hai thì không có cúc áo nào. Quan sát tiếp ở cột thứ ba, chúng ta sẽ thấy ngay cúc áo nâu nhạt, đỏ và xanh lá là ba cúc áo cùng nằm trên một đường thẳng. Ở cột thứ tư thì chỉ có một chiếc cúc áo. Và cột cuối cùng có hai chiếc cúc áo. Như vậy chúng ta đã quan sát theo hàng, theo cột rồi, thì tiếp theo chúng ta sẽ quan sát theo đường chéo. Các em xem ba chiếc cúc áo này có nằm trên một đường thẳng không? Vậy thì các em hãy dùng thước để kiểm tra cho cô nhé. Sau khi kiểm tra xong, các em thấy được gì? À, có phải sau khi kiểm tra xong, các em thấy được rằng ba chiếc cúc áo màu đỏ, màu cam và màu tím cùng nằm trên một đường thẳng phải không nào? À, đúng rồi đấy. Ba chiếc cúc áo đỏ, cam, tím cùng nằm trên một đường thẳng. Phần tiếp theo của bài học là đất nước em. Các em hãy quan sát vườn Thanh Long, tỉnh Bình Thuận vào ban ngày và ban đêm nhé. Hình ảnh bên trái là vườn Thanh Long vào ban ngày. Hình ảnh bên phải là vườn Thanh Long vào ban đêm. Các em biết không, người ta đóng những cột xi măng để cho những cây thanh long bám và leo lên. Và vào ban đêm thì người ta sẽ thắp đèn để cho cây mau lớn. Để trồng được những quả thanh long như thế này thì người nông dân phải rất vất vả đấy các em à. Và các em hãy quan sát hình ảnh trong hoạt động đất nước em, tìm các vật cùng nằm trên một đường thẳng cho cô nhé. Các em đã tìm được chưa? À, quan sát chúng ta sẽ thấy các trụ cột xi măng để cho cây thanh long bám vào cùng nằm trên một đường thẳng.
và các bóng đèn thắp sáng vào ban đêm cũng cùng nằm trên một đường thẳng. Bây giờ chúng ta sẽ xác định vị trí của tỉnh Bình Thuận trên bản đồ Việt Nam nằm ở trang 130 của sách giáo khoa. Các em đã tìm được tỉnh Bình Thuận chưa? Cô gợi ý cho các em nhé. Đây là tỉnh Bình Thuận. Bài học của chúng ta đến đây là hết. Cô hẹn gặp lại các em vào bài học tiếp theo. Các bậc phụ huynh nếu thấy video này bổ ích thì hãy ấn đăng ký kênh để có thể tiếp tục theo dõi các video học toán lớp 2 trong bộ sách Chân Trời Sáng Tạo này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!